Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Ai được nhận thêm khoảng chừng 50 đồng một tháng và ai sẽ bị trừ bớt khoảng chừng 10 .30 đồng 30 cent một tháng. Để mình chia sẻ cái thông tin này nếu quý vị nào mà chưa nghe về cái thông tin này thì có thể là sẽ uh, thấy ở trong thời gian tới và khi mà một số quý vị nghe những cái thông tin này thì hay liên lạc an sinh xã hội để hỏi uh, để biết thêm thì uh, nhận thêm 50 đồng khi mà quý vị nghe về uh, cái con số như vậy đó vòng vòng như vậy đó là liên quan đến quyền lợi mình đang lãnh từ an sinh xã hội ha và đặc biệt là tiền hưu thì tiền hưu cái mức trung bình cái mức trung bình nha quý vị có phải khoảng chừng 19, 1907 một tháng năm nay 2024 ha. thì quý vị cũng nghe là an sinh xã hội uh, thường thường thì họ tăng, đưa ra cái phần tiền tăng uh, vào tháng 10 thì ngày 10 tháng 10 này họ sẽ đưa ra cái phần trăm tăng ha thì có nhiều nơi dự đoán rằng là năm nay sẽ không có tăng nhiều có nghĩa là năm nay mà khi họ đưa ra cái phần trăm để cho cái quyền lợi mình bắt đầu tăng từ năm tới đó từ tháng 1 2025 đó sẽ không có cao nha thì họ dự định vòng vòng có khoảng chừng hai chấm rưỡi thì với những cái dữ liệu mà có đến thời điểm này đó thì nhiều nơi ước đoán rằng là an sinh xã hội sẽ tăng khoảng như hai rưỡi nha và an sinh xã hội cần cái thông tin có nghĩa là cần cái giá cả cái vật giá của tháng này của chọn tháng 9 này đó thì họ mới có những con số để mà họ uh, thông báo vào 10 tháng 10 này có phần trăm tăng bao nhiêu nha vì quý vị cũng biết mình cũng có chia sẻ về đề tài này là an sinh xã hội họ không có nhìn uh, giá cả quy một năm mà họ chỉ nhìn cái quý thứ ba thôi có nghĩa là tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của năm nay là so với giá cả của tháng 7, tháng 8, tháng 9 của năm tới uh, năm rồi, 2023 ha. Thì cái sự chênh lệch bao nhiêu thì họ sẽ đưa ra cái phần trăm tăng cho năm tới. Thì ở thời điểm hiện tại là 2.5 ước lượng ha. Thì khi mà quý vị nghe những cái thông tin như vậy đó, nói rằng là một số quý vị sẽ được nhận thêm có khoảng gần 50 đồng. Uh, 46, 47, 48, 49 gì đó, gần gần 50 đồng. Thì có nghĩa là hiện tại bây giờ nếu mà mình đang lãnh tiền hưu mà cái mức trung bình hay là tiền sinh xã hội mức trung bình của mình là 1 à, 1907 một tháng đó. Thì nếu mà sinh xã hội đưa ra cái phần trăm tăng là 2.5% cho năm tới đó thì cái tiền của mình sẽ được tăng được tăng bắt đầu từ đầu năm tới từ tháng 1 2025. Thì 2.5 được cộng vào uh, thêm ở uh, cái con số trung bình là 1907 như vậy thì hai chấm rưỡi là khoảng bao nhiêu khoảng chừng 47 48 đồng mà không quý vị khoảng chừng thêm 47 48 đồng một tháng nữa đó. thì khi mà họ nói rằng là một số vị sẽ được nhận thêm con số này đó, là họ nói về những quý vị nào mà lãnh cái mức vòng vòng khoảng chừng 1907 một tháng đặc biệt là tiền hưu đó thì sẽ được tăng thêm như vậy nha chứ không phải là ai cũng được tăng như vậy hả quý vị thì hôm qua nay cũng có một số quý vị liên lạc hỏi rằng đó là ủa cái này là, là ra sao ai nhận được vân vân ha thì khi mà quý vị nghe thông tin như vậy đó thì họ nói là liên quan đến có nghĩa là những nơi mà uh, cung cấp những cái thông tin như vậy đó thì họ nói rằng là nếu mà mình lãnh trung bình cái mức đó thì sẽ tăng nếu mà an sinh xã hội đưa ra hai rưỡi thì được cộng thêm gần gần 50 đồng là như vậy nha còn nếu mà mình lãnh con số thấp hơn hay là cao hơn thì cái phần trăm an sinh xã hội thông báo ra sao thì mình được tăng uh, thêm bao nhiêu đó hả quý vị Alright. đó là một cái cái khác mình muốn nói đến là liên quan đến uh, 10 đồng 30 sen này ai bị trừ bớt 10 đồng 30 sen thì cái này đó liên quan đến Medicare phần B ha. Nếu quý vị nào mà đang có cái Medicare phần B, có thể là mình uh, có cái phần B có Medicare tuổi mình 65 trở lên. Hoặc là mình có tình trạng bệnh tật, lãnh tiền bệnh uh, ví dụ như SSDI mình đang có uh, cái phần B như vậy. Thì cái phần B cái giá hiện tại bây giờ mỗi tháng năm 2024 không quý vị là 174 đồng 70 cent một tháng thì ước lượng rằng Medicare ước lượng rằng là sẽ tăng lên 185 đồng cho năm tới nha Medicare sẽ thông báo có thể là thông báo cùng lúc hoặc là thông báo ngay sau khi an sinh xã hội thông báo cái phần trăm được tăng bao nhiêu vào ngày 10 tháng 10 hả quý vị cái ngày 10 tháng 10 là cái ngày mà an sinh xã hội dự định rằng là sẽ thông báo nha bởi vì cuối tháng 9 là họ có đầy đủ dữ liệu để mà họ tổng hợp lại những con số và uh, tính cái sự chênh lệch bao nhiêu rồi họ sẽ thông thông báo vào ngày này hả quý vị uh, thì dự đó là ngày đó mà có thể là trước hoặc là trễ hơn uh, ha nhưng mà hiện thời bây giờ là dự đó là ngày đó sẽ thông báo hả quý vị trở lại cái Medicare đây thì nếu mà mình có cái phần B mà mình đang trả nha có nghĩa là mình trả phí 174 đồng 70 cent mà tăng lên 185 đồng thì đây là cái sự trên lệch là, là 10 đồng 30 sen nó không có vị đó là có nghĩa là mình bị trừ bớt có nghĩa là tiền hưu hay là tiền bệnh gì mình lãnh năm nay năm tới mình bị trừ bớt như vậy trừ 10 đồng 30 sen uh, ra bởi vì cái phí Medicare tăng lên ha thì đây cũng là một cái mà một số quý vị đó khi mà mình lãnh quyền lợi an sinh xã hội ví dụ như là tiền hưu đi hay là tiền bệnh hay là tiền góp phụ vân vân thì cái tiền mình được tăng thêm hàng năm nhưng mà mình không thấy trọn vẹn cái phần tiền nó được tăng nếu mình có cái Medicare phần B và mình đóng phí là bởi vì giống như đây nếu mà cái tiền của mình mà tăng lên 11, 12 đồng đó, thì quý vị thấy là bị lấy hết cái đó rồi phải không nếu mà tăng hơn thì cũng bị lấy hết nếu mà tăng ít hơn 10 đồng 30 sen đó nha ví dụ như là họ đưa ra cái giá là 185 đồng đi mà tiền hưu hay là tiền góp phụ, tiền bệnh của mình tăng lên chỉ có 5 đồng thôi. Thì như mình cũng chia sẻ là có cái luật là họ sẽ không có lấy hết 10 đồng 30 sen vào cái phần B của mình. Mình cho ví dụ mình đang lãnh để mình làm một số này làm tròn đi ha. Mình đang lãnh 1.000 đồng một tháng mà tiền của mình chỉ tăng 5 đồng thôi nha. Mình chỉ ví dụ thôi ha. Tăng 5 đồng. Mà Medicare tăng lên 10 đồng 30 cent. Thì nếu mà họ lấy 10 đồng 30 sen này đi là cái tiền của mình nó sẽ thấp hơn. 1.000 đồng không quý vị nó bị lùi lại. Cái luật là không có được làm như vậy. Nếu mà cái phần tiền mình nhận mà không có tăng nhiều hơn uh, cái, cái, cái 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 phí Medicare thì Medicare chỉ lấy được tối đa là cái phần tiền của mình được tăng thôi hả quý vị? Đây là một cái mà quý vị thấy nếu quý vị mà uh, bị mà uh, nhận cái tiền tự sinh xã hội ở cái mức khiêm tốn như vậy mà bị lấy đi như vậy, rồi mức cái làm cái mức làm phát hàng năm thì nó xảy ra, rồi mình bị khấu trừ bớt đi cho cái Medicare như vậy đó, thì nếu mà cái tiền sinh xã hội là cái tiền duy nhất Hoặc là phần lớn để mình dùng mình trang trải chi phí, là quý vị thấy là cũng là hơi khó khăn phải không quý vị uh, để mình đối phó với những cái vật giá, bởi vậy mình thường khuyên là nếu mà uh, mình đáp ứng được điều kiện ví dụ như thu nhập và tài sản này. thu nhập uh, và tài sản uh, mà mình có thể được hỗ trợ thêm những chương trình từ chính phủ chẳng hạn như là SSI uh, Medicaid, medical vân uh, vân hay là uh, Medicare Savings để mà giúp trả cái phí phần B rồi nhất giúp những cái phụ phí khác mà Medicare chừa lại. Rồi nếu mình đáp ứng được để mà nhận sự hỗ trợ từ những chương trình hỗ trợ thực phẩm như là SNAP, food stamps, vân vân hay là housing vân vân thì đó là những chương trình mà nó hiện hữu ra thì uh, mình khuyên bởi vì thấy an sinh xã hội cũng khuyên rất nhiều quý vị là nên nộp những cái nhận cái sự hỗ trợ này từ chính phủ. Đó. Thì những cái chương trình này tạo ra là những cái chương trình để giúp đỡ người dân uh, đó mục đích là để hỗ trợ những người mà cần giúp đỡ uh, nếu mình gặp khó khăn gặp khó khăn có nghĩa là thật sự gặp khó khăn ha quý vị chứ không phải là khuyến khích rằng là ồ oh, tài sản của mình cao thu nhập mình cao mình nên uh, giấu bớt để mà mình uh, nộp những chương trình này nha cái đó không phải là mục đích của những chương trình ha quý vị nếu mình thật sự gặp khó khăn thì những cái chương trình này nằm ở đó, đó. thì khi mà mình đáp ứng được điều kiện thì mình nên nộp để mà hưởng lợi từ những gì mà chính phủ đã dự định dành cho người dân của uh, của, của mình không có lý do gì mà cảm thấy là ví dụ như là hổ thẹn hay là xấu hổ thôi vì và nhận những cái trợ giúp này đó Quý vị thấy đó, nếu mà từ người mà làm việc trong những chương trình này thì họ không có mà mà nhìn là ồ ai hơn ai hết trơn đó bởi vì mục đích là họ làm việc để hỗ trợ cho những quý vị đáp ứng được điều kiện để nhận những cái chương trình này, ha. Nè. nhận hỗ trợ từ những cái chương trình này uh, có thể là một bước để giúp mình uh, vượt qua cái giai đoạn khó khăn, uh, đảm bảo cái sự an toàn của mình uh, và gia đình. Có một số quý vị đó đáp ứng được điều kiện không nộp thì có thể quý vị thấy cái đó. Ví dụ như mình có uh, người thân gia đình thì mình có thể là làm cái áp lực lên cho gia đình của mình phải chịu thì nếu mình làm áp lực như vậy thì có thể là mình lấy đi mất cái sự tập trung và cuộc sống và tài chính của họ bởi vì họ có thể là phải lo lắng thêm về cái sự hỗ trợ cho mình cái chương trình này quý vị thấy là những cái chương trình như vậy đó nó đến từ đâu từ thuế phải không quý vị thuế thì thuế ở đâu thuế là cái sự đóng góp của nhiều người và có thể là chính mình hoặc là gia đình mình vân uh, vân đã đóng góp cho cái hệ thống bằng cách nộp thuế qua nhiều năm Đó. thì có những cái nguồn tiền nó vào thì mới có thể tài trợ bởi thuế phải không? Đó. thì khi mà mình nộp cho những cái chương trình này thì đây là những chương trình mà nếu mà mình nhìn chung vào là mình uh, những mình nhận cái sự những cái sự trợ giúp này không khác gì mình đang lấy lại một phần uh, từ những gì mình hoặc là gia đình mình đã đóng góp, uh -huh. mình khuyên đó là những quý vị nào mà thấy rằng Ô, tôi không muốn nợ bởi vì sợ người này kia chê cười uh, những chương trình như vậy uh, thì không có ai biết được cái, cái 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 hoàn cảnh của mình rõ hơn mình hết đó mỗi người đều có những cái hoàn cảnh khác nhau và không ai ngoài mình có thể hiểu rõ cái hoàn cảnh mà mình phải đang đối mặt hết à. ai cũng vậy có thể À, có thể là mình phải trải qua, có thể là một người phải trải qua những khó khăn mà người khác thì không biết đến được, đánh giá này đánh giá kia vân vân. Và ở xã hội những chương trình uh, như vậy thì thường thường thì có những cái định kiến về uh, việc nhận trợ giúp. Nhưng thực tế là quý vị thấy cũng có nhiều quý vị nhận những cái sự hỗ trợ từ những chương trình này để vượt qua giai đoạn, khó, giai đoạn khó khăn và sau đó tiếp tục đóng góp cho xã hội thôi có nhiều quý vị khi nhận những cái chương trình như vậy à thì nếu mà mình nghĩ thoáng hơn một tí là quý vị thấy mình nhận những cái chương trình này thì mình cũng đóng góp xã hội nhiều người nói đóng góp bằng cách nào thì đóng góp là cho những người mà phục vụ những chương trình này họ có công việc phải không quý vị đó rồi khi mà mình có sự hỗ trợ ví dụ như chương trình hỗ trợ Snap Full Stem đi thì mình có cái nguồn tiền đó thì mình mới có thể mua thực phẩm thì lại hỗ trợ cho những nguồn khác nơi cung cấp thực phẩm những công việc làm vân vân à, nơi này nơi nọ hỗ trợ những cơ sở thương mại vân à, vân nên về những chương trình này đó mình khuyên nếu mà mình đáp ứng được điều kiện về thu nhập và tài sản chứ không phải là mình tìm cách để mà mình giấu giếm nguồn tài sản hay là thu nhập của mình để mình nhận những cái chương trình như vậy thì không có gì mà mà mình phải là cảm thấy rằng là mình uh, hậu thẹn hết á quý vị hay là mình kém cỏi hơn ai hết á alright đó là một tí về đề tài này có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị